Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cầm một vị tướng, lại là một vị tướng rất là quen thuộc. Một vị tướng rất là gắn kết với các bạn, và các bạn cũng thường hay chơi, đặc biệt là những người mới chơi, và mình cũng thế. Từ ngày mới ra đến bây giờ thì nó thực sự nó rất là dễ chơi, cũng rất dễ leo danh, và nó cũng thực sự nó rất là mạnh trong cái dòng AD. Nếu mà thực sự tâm huyết với nó mà gọi là biết cách tìm tòi một chút thì vị tướng này rất rất là mạnh. Chỉ cần bắt biết di chuyển một chút, biết cách lên đồ một chút, và vị tướng này nó có một điểm mạnh, đó là tốc độ bắn, thì không phải tốc độ đánh, tốc độ bắn tên. Tốc độ càng nhanh thì là cái hiệu suất của vị tướng zone này phát huy được càng mạnh. Đặc biệt có một cái lợi thế là có bộ ba combo, thì mỗi một cái chiêu khi được sử dụng ra thì sẽ có một loạt tên sẽ được bắn ra tiếp theo, và cứ tiếp theo hết như vậy trong vòng mười mấy giây đó, tùy theo từng chiêu, tùy theo từng bằng ngọc của bạn lên hay cái món đồ bạn lên thì nó sẽ được giảm màu chiêu như thế nào đó. Bây giờ mình sẽ vẫn là các món đồ quen thuộc của mình thường hay chơi. Mình thì theo một phong cách là sát thương. Sát thương là trên đầu, mình sẽ không có sử dụng đôi giày. Tay mình ngắn hơn tay của các bạn, lỗi quá. Ôi chết rồi, lỗi quá nữa. Có lẽ là mình sẽ phải bỏ mạng ngay rồi này. Chưa chắc ạ. Trong lúc cơ hội thì mình sẽ lên, mình sẽ ăn hết cái loạt lính này, và mình sẽ thưởng thức gọi là cái món tráng miệng, là một cái trụ đầu tiên. Mình sẽ không thắng mọi bạn ấy. Một pha lầy, rất là lầy lội. Thận trọng. Đánh cũng khá là hay đấy, lẽ là những cái chiêu may quá, may mình có tốc biến, không là mình sẽ đi rồi. Ông bạn ấy tay rất là dài. Wow, bạn ấy rất là gắt, bạn ấy là phép à. Cho nên là mình sẽ lên xem là bạn lên món đồ gì mà bạn ấy hồi máu, có giày hai món rồi, mình được một món thôi, có lẽ là đã
mình đã bị hai mạng. Mình thêm món đồ này, mình sẽ thêm một món nữa, mình sẽ không hổ báo nữa. Bạn này rất là xanh à. Chạy lên một món đồ kháng phép thổ. Mình sẽ không ra nữa. Bạn cứ bình tĩnh đi. Mình sẽ lên được hai món thôi. Chỉ cần hai món là bạn sẽ biết mình là ai. Ủa, sát thương của bạn ấy rất là ghê. Bạn phải tính mạng đã. Sẽ cho bạn ấy nếm mùi cái đắng. Đang mình phun đồ đã. Các bạn cứ mong chờ. Mình đã xong món đồ đầu tiên. Cái món đồ thứ hai là cái này. My arrow shall illuminate this dark world. Đào đã không thấm nữa rồi. With the arrow.
Các bạn thấy sao? Giờ thấy các bạn thấy bá đạo chưa? Bây giờ tiếp theo là mình sẽ lên một món cuối cùng, nó là lanh Philip để có đàm. Thôi, mình cho công bắn đấy. Đau bạn nghĩ. Bạn đi đâu? Ghê vậy, mình chưa phun đồ. Chờ đợi để bạn ấy ra đây. Thôi nhá, mình sẽ không nhai nữa nhá. Hay là muốn muốn làm lại cái nữa bạn ơi? Muốn làm lại cái nữa đi bạn.
Bạn đâu rồi bạn? Bạn không dám ra. Xin lỗi bạn nhé, mình chỉ thế thôi. Bạn cần cái nữa không? Tiền bây giờ đang là dư rất là nhiều. Ăn cục máu ra, ăn solo về chúng ta đứng lại. Mình không cần cái gùng, cái cung tà ma. Các bạn thấy sao? Chứ không được bắn nha, chứ không bắn nha, là mình sẽ bơm thêm máu mà. Vâng, bạn ấy đã thua một cách tâm phục khẩu phục.